Mình xin chào các bạn. Hôm nay á mình lại đang có mặt tại Head Honda Hồng Đức 10 để mình cập nhật giá mới nhất dòng BCX đang có mặt tại Head đầu tháng 7. Thì trước khi mình báo giá, mình xin nói chút xíu về vấn đề thuế VAT. Thì vừa qua có rất nhiều bạn nói về vấn đề này, cứ hỏi mình là xe mình báo giá là có thuế VAT chưa. Thì mình nghĩ là chắc có lẽ là những khu vực khác, những tỉnh thành khác người ta báo giá là chưa có thuế VAT. Riêng ở Sóc Trăng mình báo giá thì sẽ có thuế VAT rồi đó các bạn. Chỉ là mình chưa có báo cái phí mà lăn bánh, phí biển số thôi. Cái vấn đề mà phí biển số á, mình sẽ để cho các bạn một cái video cách tính phí biển số cho từng khu vực. Mình ghim ở phần comment đó các bạn. Các bạn có thể mua xe về và nhìn xem trong cái video đó ha, tính ra cái phí biển số của mình rất là dễ. Thì hôm nay mình sẽ báo giá dòng BCX ha. BCX 125 ở Head đang có giá là 55.490.000. Phiên bản 125 á, nó sẽ có nước sơn bóng. Đây là hai phiên bản 150 các bạn. Tại vì nó là nước sơn mờ nè ha, màu đen nhám và màu bạc nhám nè. Thì BCX á, Head hiện tại chỉ có hai con này thôi. Nếu các bạn đặt hàng thì Head sẽ đem về cho các bạn ha. Và phiên bản BCX 150 đang có giá là 69.490.000. Thì khi mình báo giá, mình chỉ mong các bạn một điều thôi, là các bạn đừng có nói mắc rẻ. Bởi vì á, mỗi cái đại lý, mỗi cái Head và từng khu vực giá cả nó khác nhau, và cái chiến lược kinh doanh của người ta cũng khác nhau. Các bạn đừng so sánh giữa cái khu vực này và khu vực khác. Head Hồng Đức 10 á, là chi nhánh của khu vực Cần Thơ đó các bạn ha. Cho nên các bạn không thể nào so sánh giá chênh lệch với nhau được. Và khi các bạn đã đến đây mua xe thì các bạn sẽ biết được cái phục vụ ở đây nó tốt như thế nào ha. Cũng giống như là một cái trường hợp khác nữa, như là điện máy xanh, thì tại sao các bạn thấy ở đó người ta lại được lòng của người dân rất là nhiều. Những người mà đến mua hàng ở Thế Giới Di Động chẳng hạn, hoặc là điện máy xanh, người ta tin tưởng tại vì phục vụ ở đó như thế nào, mặc dù giá nó có thể là cao hơn một chút đó. Thì ở đây cũng vậy ha, một khi các bạn đến đây mua xe rồi, các bạn mới biết được cái phục vụ ở đây nó tốt như thế nào. Còn các bạn chưa có đến đây mua lần nào á, các bạn đừng vội đánh giá mắc rẻ ở đây. Vì cái gì cũng có cái giá của nó hết ha. Vừa qua có rất nhiều bạn cứ vào khen hoặc là chê rất là nhiều, mà mình thấy là chê rất nhiều luôn, cứ đánh giá mắc rẻ. Nếu mà các bạn thực sự mà ủng hộ mình á, thì các bạn mình với một các bạn á, là đừng có đánh giá mắc rẻ ở trong cái kênh của mình. Đó sẽ là một hành động ủng hộ mình rất nhiều, cũng như là hành động đó cũng sẽ góp phần không mang đến những điều xấu cho Head cũng như cho những đại lý mà mình đang báo giá. Vì khi các bạn so sánh như vậy á, sẽ rất là ảnh hưởng đến danh tiếng của họ và ảnh hưởng đến mình nữa ha. Mình sẽ cố gắng cập nhật giá từng mốc đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng gì đó cho các bạn. Các bạn, mình chỉ mong các bạn á, là đừng có comment vào và khen chê mắc rẻ là được rồi ha. Đó sẽ là ủng hộ mình rất là lớn. Các bạn thấy thời gian qua khán giả yêu cầu gì, các bạn yêu cầu gì mình cũng làm theo hết. Thậm chí là từng chiếc một, ví dụ như dòng AB mình báo giá xong, có bạn yêu cầu mình quay cái bảng màu đỏ của 125 thì mình cũng phải dẫn ra quay từ chi tiết một cho bạn nó xem. Đó, mình rất là chiều lòng các bạn. Thì mình chỉ mong các bạn cũng chiều lòng mình chút xíu, là khi vào xem kênh mình đừng có khen chê mắc rẻ ha. Các bạn biết là Head Hồng Đức 10 á, không phải là chỉ có một đâu, mà đến 11 chi nhánh. Thì mình biết là 11 chi nhánh đó các bạn, rất là lớn. Từ Cần Thơ chạy dài xuống tới Hậu Giang nè, rồi Ngã Bảy, rồi đến Sóc Trăng mình nữa ha. Một Head rất là lớn đó các bạn. Rồi, đôi lời với các bạn vậy thôi. Mình xin dừng cái video báo giá BCX đầu tháng 7 ở đây nha các bạn. Cái dòng BCX này mình thấy là cái giá lúc nào cũng rất là tốt ha, bán với giá đề xuất. Vì cái dòng này nó thẳng ra thì nó không được chuộng bằng cái dòng SH đó. Nhưng mà khi đã lên chạy rồi á, thì các bạn sẽ mê ngay cái dòng này ha. Rồi, xin chào các bạn ở đây nha.